cùng i Channel tìm hiểu những phương pháp giúp xây dựng đội ngũ marketing doanh nghiệp hiệu quả. Đầu tiên, doanh nghiệp cần phải xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tìm hiểu đội ngũ hiện tại của mình. Xem các vị trí đang bị thiếu và cần phải bổ sung thêm nhân sự. Sau đó, doanh nghiệp cần phân tích các kỹ năng cần thiết cho mỗi vị trí. Bao gồm kinh nghiệm, khả năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phân tích dữ liệu. Khi đã xác định được nhu cầu nhân sự, doanh nghiệp cần tìm kiếm và tuyển dụng những người có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp. Doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh tuyển dụng khác nhau như trang web tuyển dụng, mạng xã hội hoặc tìm kiếm trực tiếp các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đào tạo và phát triển đội ngũ marketing của mình để cải thiện kỹ năng và hiệu suất làm việc. Doanh nghiệp có thể tổ chức các khóa đào tạo nội bộ hoặc đưa nhân viên đi học tập các khóa học chuyên môn bên ngoài doanh nghiệp cũng có thể cung cấp các tài liệu hướng dẫn và tài nguyên trực tuyến để giúp nhân viên của mình phát triển doanh nghiệp cần xây dựng một môi trường làm việc tích cực để đội ngũ marketing của doanh nghiệp cảm thấy đam mê và hăng hái với công việc của mình các phương pháp như phản hồi tích cực động viên và thúc đẩy đội ngũ cùng nhau hoàn thành mục tiêu sẽ giúp tăng sự hài lòng và năng suất của nhân viên để đội ngũ marketing của doanh nghiệp làm việc hiệu quả doanh nghiệp cần xác định mục tiêu marketing cụ thể và xây dựng kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp cần chỉ rõ các nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong đội ngũ và tạo ra một bản hướng dẫn làm việc rõ ràng để giúp các thành viên trong đội ngũ marketing của doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu và công việc của mình doanh nghiệp nên cung cấp cho đội ngũ marketing của mình tài liệu marketing cần thiết và các công cụ hỗ trợ để giúp họ hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả ngoài ra doanh nghiệp cần theo dõi hiệu quả của đội ngũ marketing của mình bằng cách đánh giá hiệu suất và các chỉ số khác bằng cách đánh giá hiệu quả của đội ngũ marketing doanh nghiệp có thể phát hiện ra những vấn đề và cải thiện chất lượng công việc của đội ngũ doanh nghiệp cần tạo ra một môi trường làm việc mở và thuận lợi cho các thành viên trong đội ngũ marketing của mình bao gồm đưa ra phản hồi và hỗ trợ cho họ khi cần thiết Bằng cách làm như vậy, doanh nghiệp có thể tăng cường sự đồng cảm và niềm tin giữa các thành viên trong đội ngũ marketing của mình. Đồng thời nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc của đội ngũ. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.